Dạ chưa. Bầu âm nha. Chỉ có hai cơ. Bữa nay mới được mua thêm một con Pokemon nữa hả? Không, cái này không được. Cái này có, cái này con mua lâu rồi. Đây, bây giờ mình học nha. Đây, bây giờ mình học nè. Rồi, bây giờ con xem cái này nhé. Shapes. Mình xem lại cái này. À. Con để hai bạn nó học chung với con luôn hả? Activity 1. Learn the shape. This one. Con xem với con nhé. It's the shape. Rồi, bây giờ con nhìn nè. What shape is it? Con nhìn vào đây, con nói cho cô biết. What shape is it? Cái hình này hình gì đây? Cô thấy cái tay con màu gì không? Màu gì? Vàng hả? Yeah. Sao tự nhiên nó màu vàng vậy? Đây. Đây. Rồi. Tại cái kim. Bây giờ con sẽ thấy ở đây nè. Đây là hình gì đây? Là hình tròn. Yes, con sẽ có cái gì? Circle. Đúng không? Circle. Cô làm hết luôn. Cô làm như này đấy. Chân nó nhanh. Không được. Circle. Nó từng cái này nè. À, con sẽ có đây là circle. Hình tròn là circle đúng không nào? Circle. Nào. Raise the shape. Rồi, con có đây là gì? Cái hình này là gì à, Bo? Đây là hình dương. Cô làm mới nhà lớn. Sao nó lâu quá à? Nó không được, cô vẽ mà không được. Con sẽ có cái này là square. Nào, cô đọc với cô nào, square. Nào, square. Bo nào, square. This one, square, okay. Square. Rồi, yeah. Nhìn trong phòng có cái hình nào là square right. Nào? Trong phòng của con có cái gì là square? Con nói cho cô biết xem, ở trong phòng có cái gì là square nào? Trong phòng con có cái gì là square? Có cái gì square? Đây. Cho phòng con có một cái là khoe nè, cái đầu này nó là khoe nè cô, nó thấy là ý kiến ấy, nhìn vậy mà square hả? Nhìn vậy có phải square không? Để con nhìn này. Rồi tiếp theo con sẽ có gì? Ở đây mình sẽ có tiếp là hình này, con sẽ có là gì đây con? Cô nói hình khoe thật mà, cô hỏi cho cô rồi nè. Con có cái tủ của con ở phía đằng sau kia là square đó. Tiếp theo con sẽ có gì? Tiếp theo con sẽ có là triangle. Nào triangle. Nào triangle. 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 Now activity 2. Yeah. Of these is a rectangle. Now, which one is a rectangle? Rectangle. Rectangle. Ê, cô sẽ có cái miệng của cái bạn của con là rectangle kìa phải không? Rectangle là mù nào? Là cái này của đây. Cái này. Oh, okay, good. Rectangle. Good job. Now, which next. Of these is an oval. Now, oval. Cái nào là oval? Cô xem. Cô xóa cái là dùng con rồi. Rồi, con xóa rồi đó. Ok. Oval nè. Which of these is an oval? Đó, dạ, cái nào là oval? Đợi con một chút. Ok. Ok.
Đây, đây cái này. Ah, okay, see it, try around. Yes, that's right, over. Now, which of these is a triangle? Now, a triangle. This one. Good job, triangle. Now, next. Color the ovals brown. Ah, color the oval brown. À, bây giờ con chọn xem cái nào là oval nào. Mình tô màu nào. Oval. Nào bây giờ con chọn đi, cái nào là oval đâu? Không mấy cái này. Ok. Cái này đâu phải oval, cái này là gì? Sao chỉ có cái này thôi chứ? This one. Còn cái này là gì? Color the circles red. À, còn cái còn lại nó sẽ là red and là circle. 1, 2, 3 circle. Okay, tiếp theo nào. Color the rectangles pink. Nào, con chỉ cho cô rectangle xem. Câu nào, để cô xóa cái này nha. Cô xóa mấy mũi tên này nha. Con xóa đi rồi con làm lại. Bây giờ cô clear nha. Nào, rectangle. Con chỉ cho cô rectangle xem. Nào, rectangle. Rectangle. À, cái này, đó. This one. Ok, cô làm nha. No. Để cô xóa cái này nữa. Rồi ở đâu nữa? Đâu nữa? Cái nào là rectangle nào? Ok. This and this rectangle. The diamonds black. Color the diamond black. The diamond black. Thì mình sẽ có 1, 2, 3 diamond. Now next, mình xem tiếp theo nào. Color the triangles red. Now, color the triangle red. Vậy là mình sẽ tô cái nào Paul? Paul ơi. Thế ở trên cái nào triangle red. Now triangle red is here, huh? This triangle red. Color the hearts yellow. And the hearts yellow. Con sẽ có heart yellow. Or yellow heart. Con để hai cái bảng đó qua một bên đi, mình học xong rồi mình chơi nào. Which is different? Rồi bây giờ con chọn cho cô xem cái nào là khác biệt nhất nào cô. Trong ba hình này cái nào là khác biệt? Which one is different? Cái nào khác biệt nhất nào? Nào, bây giờ ba hình này nè, con chọn cho cô cái nào là khác nhất đi. Con chọn cho cô cái nào là khác nhất đi, Bâu. Màu. Con đừng có chơi nữa, con để qua một bên đi. Mình học xong rồi mình chơi nào. Con để... Nào, cái nào là khác nhất nào? Ok, good. Rồi, tiếp theo nào. Which is different? Which is different? Cái nào nào? Which is different? Okay, this one is different. Diamond. Which is different?
Which is different, Paul? Which is different? Now, Paul, which is different? Which is different? Okay, different. That again? Yeah. Activity three. Activity three. Vocabulary. Light them up. Describe the text to match the pictures. A dramatic picture here. Cause I got in a rectangle. Đây là rectangle. Okay. Có xem nhé. Rectangle. Rectangle. Now triangle. Square. Square là hình nào, Paul? Now square. Này, còn hai cái đèn nữa kìa. Square đâu? Nhắm. Square. Nó square là đây chứ. Nào con sẽ có square đây nè. Cái nào mà nó đỏ đèn rồi là được. Rồi cái cuối cùng con sẽ có circle. Circle. Ok. Hả? Chưa được. Con sẽ có đây là circle. Ok. Now next. Xem nha. That's right. And to the next. Good job. Now continue. Activity. Read the story. Now read the story. Con sẽ có một câu chuyện nha. Shapes. Written by Caspian Scott. Illustrated by Monica Tuna. Tuna. Now a circle. Circle. Now circle. Làm gì vậy con? Circle. Rồi. A square. A square. Now, con sẽ có a square. Now, square. Now, Paul đọc với cô nào. Square. Square. Con làm gì vậy, Paul? Huh. Bạn ơi. A rectangle. A rectangle. Rectangle. Right. Now, con sẽ có đây là rectangle. A triangle. Now, a triangle. Triangle. Here, triangle. Blue triangle. Triangle. Next. A diamond. Now, a diamond. Now, a diamond. 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 A diamond. Now an oval. Đó, con sẽ thấy cái gần mà cái hình mà gần như hình tròn á. An oval. A heart. Now a heart. Now con thấy hình trái tim nè. A heart. Bạn ơi, đọc đi bạn. Bạn làm gì vậy? À. A heart. Sao không học con? A heart. And that's all. That's all about shape for today. Rồi, bây giờ mình học thêm một xíu nha. Thêm một xíu nữa đi không? Learn vocabulary. Yes. 10 phút nữa thôi. 10 phút là mấy tiếng? Rồi, bây giờ con đem con nối xem. Bây giờ cô xem nha. Mở lên. Circle. Circle. Mình tìm cái chữ circle nào ở đây. Ai, đi nè, circle. Circle. Rồi, bây giờ con chọn xem. Bây giờ Paul chọn đi, Paul chọn cái nào nè. Con chọn để cái chữ với cái hình nó giống nhau rồi, để cô mở nha. Rectangle. Rectangle. Rồi bây giờ con nghĩ cái nào là cái chữ rectangle. Con chọn đi nào. Rectangle. Rồi cái này thử xem nha. Phải không? Triangle. No. Rồi bây giờ con chọn lại đi. Rectangle lại đi. Rectangle hả? Rồi rectangle. Rồi cái chọn cái nào nữa? Cái này hả? Triangle. À, không phải. Vậy là cái nào? Rectangle lại đi. Rồi, rectangle. Rectangle. Rồi chọn này hả? Square. À, nó square rồi. À, lại cái này đi. Rectangle. 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 Cái này. Rectangle. Yes, that's right. Rectangle. Good job.
Rồi bây giờ con còn hai cái nữa kìa. Bè, giờ để con chọn em sẽ hết một cái. Ủa bị gì vậy? Ok, giờ con sẽ chọn. Con sẽ hết con chọn. Con cũng thấy được. Ok, giờ con sẽ chọn cái này. Cái này hả? Triangle. Triangle, rồi con chọn cái chữ ở đâu nè? Triangle. Để con thêm một cái. Này. Này hả? Đúng không nha? Square. No, square. À, cái này. Rồi, giờ hai cái này đúng không? Triangle. À, triangle. Rồi, tiếp theo cái nào? Đó là. Cái này hả? Cái này đúng không? Square. No. Nó là square rồi. Rồi, cái này đúng không? Triangle. Bây giờ bật cái kia đi. Cái này đúng không? Đúng rồi. Ok, triangle. Triangle. Rồi, còn hai cái nữa thì mình đúng rồi. Square. Square, ok. Thế này hai cái này sẽ hợp với nhau, square. Square. Good job, Paul. Good job, high five. Got it good, high five. Ok. That's congratulations! All? You finished the lesson. Okay. Another. Right. Bây giờ mình sẽ học cái khác nha. Nào, bây giờ cô sẽ cho con xem cái này tí xíu nữa rồi mình nghỉ. About our lesson today. Said this one. Con ăn cơm chưa hay tí nữa con mới ăn? Dạ con mới ăn cơm hả? Con cơm. Đây. Hồi nãy con ăn cơm rồi. À hồi nãy ăn cơm rồi hả? Ăn cơm sớm vậy hả? Ăn okay. Cơm xong rồi mới học. À ăn cơm xong rồi mới học. Lúc nào con ăn cơm xong thì cũng phải học hết á. Ừ. Dạ. Nhau mất trời luôn. Guys. Rồi bây giờ mình có cái này nha. Opposite words. Con sẽ có cái từ á mà trái ngược với nhau á, trái ngược với nhau á. Small. Con sẽ có nè. Big and small. À. Big hot. Now. See this. Opposite word. Opposite words. Nè, con sẽ có nè. Là cái từ mà đối nhau á, con sẽ có big. Ngược với biết là gì Paul? Ngược với biết là thì con sẽ có cái lớn á thì con sẽ có small. Nào Paul nào, small. Big and small. Ok. Lớn và nhỏ. Rồi, tiếp theo nha. Rồi xem. Big and small. Nào big and small. Con thấy nè, big nè. Small nè. Small gas balloon. Lại luôn đây. Rồi, con có nóng á, nó ngược với nóng là gì bố? Ngược với nóng là gì ta? Bây giờ con mở luôn đi, đừng có nóng nữa. Ok. Cold. Nào, con sẽ có hot and cold. Hot and cold. Now, hot and cold. Soup. And cold ice cream. Cold ice cream. Tall. Now, con sẽ có tall. Short. Có một bạn thì tall cao và một short. Bạn thấp. Tall and short. Giraffe. Short rabbit. Open. This door is open. Close. This door is closed. Close. Open là cái cửa and đóng. Close. Là cái cửa đóng với cửa mở đó. Open and close.
rồi. Inside. Inside. À, có thấy con chó nó ở bên trong kìa. Inside the kennel. Outside. Outside. The dog is sitting outside the kennel. Inside and outside. Outside. Ờ, con đâu rồi? Heavy. Heavy. À, là nặng nè. Thì light. Light. Yeah. Heavy, heavy and light. Light. Heavy truck. Light. Light. Bicycle. Bicycle. Now wet. Wet. Cái bạn này bị ướt nè. Ngược với ướt. Con sẽ dry. Có dry. Wet and dry. Dry. Wet. The boy is wet. The girl is dry. Few. Many. À, một bên thì nhiều, một bên thì few ít. And many. Few and there many. There are few leaves in a sapling. There are many leaves in a tree. Happy. À, mấy bạn thì vui nè. Happy. These children are happy. Sad. These children are sad. Happy and sad. Fast. Slow. Fast and slow. Full. Empty. Empty. Một bên đó thì có full nhiều and đầy empty. Và một bên thì không có gì hết. Còn có full this basket and empty. Is full of apples. And this basket is empty. Standing. Sitting. Standing and sitting. Standing and soft. Sitting. Hard. Soft cotton candy. Hard rock. Okay. That's all. Được chưa nào? Hôm sau học lại cái này nha. Đấy. Dạ, học xong chưa? Đó, vậy học hôm nay mình dừng ở đây thôi. Được chưa nào? Ok. Được không? Mình dừng buổi học ở đây ha. Hôm sau mình học tiếp nha. Hôm nay Po học ngoan nè. Hôm sau Po cũng học ngoan như vậy nha. Rồi mình nghỉ sớm. Dạ. Học xong sớm mình nghỉ sớm thôi. Ăn đâu không? Ừ, thấy cái con ở trong cái áo đó chứ đâu. Rồi, vậy nha. Bye bye Po. Tí nữa nay anh học ha. Bye bye con. Hôm sau học tiếp ha. Cái này con có mũ. Ừ, nó để vậy dễ thương đó. Để trùm lên vậy dễ thương đó. Rồi, bye bye con. Bye bye nha. Ừ. Nó để vậy đi cho dễ thương. Bye bye con. Ừ.